Hèn ơi! Hèn! Cụ Lý đấy à? Lâu quá chả thấy cụ ghé thăm. Em tưởng là cụ Thăng gì chứ. Hèn nói thế nào? Thăng làm sao được? Trông cụ này khỏe như trâu húc mã. Thăng thế nào được? Hèn! Hèn ơi! Gớm rồi! Cụ là hôm nay này, cụ bày ra các loại trò mới trốn được ra khỏi nhà đó. Nếu mà em thấy độ này là mục ruỗng lắm rồi, cụ xem thế nào đi. Chứ không thôi thì chán lắm. Mục ruỗng là mục ruỗng thế nào? Trời, chỉ được cái nói mồm thôi. Hến ơi, gớm, cụ lừa mãi mới được. Con mẹ đĩ nó mới đồng ý cho cụ đi đấy. Cụ bảo hôm nay cụ lên huyện. Đấy thế nhá, nó mới cho đi đấy. Cụ nhắc em mới nhớ đấy. Cụ hứa với em, cụ chả giữ lời cái gì cả. Thế khi nào thì cụ đưa em về? Không lẽ thì cứ để em ở đây bán nước cả đời à? Từ từ để cụ tính. Rồi đâu khắc vào đấy mà. Làm gì mà tính hến sốt ruột thế. Này hến ơi, hôm nay cụ đi được cả ngày này. Đến tầm mà khoảng 11, 12 giờ đêm cụ mới về. Đấy, cái lịch trình của cụ là như vậy đó. Cho nên Hến, này Hến người ta có hẹn rồi. Ôi, hẹn ai? Thằng nào? Thằng nào hẹn? Hẹn thằng nào? Làm gì có hẹn thằng nào? Người ta còn bận gạt. Thôi, gạt gì mà phao câu cứ chổng ngược lên rời thế? Thế cụ có thấy ai gạt mà phao câu không chổng ngược lên rời không? Hến ơi, tối nhá. Tối thì phải thế nào? Biết ngay. Đây. Một đồng nhé. Có một đồng thôi à? Ôi chị cứ cầm lấy đi, tối đưa tiếp. Cụ hứa đi nhá. Ê, cụ đã hứa là cụ làm, cụ không nói sai bao giờ đâu. Em xin. Này, tối nhá. Nhập nhoạng tối là thầy sang luôn nhá. Đây thì nhập nhoạng đi, gớm nữa. Thế nước thừa của ai đây? Nước thừa nào? Nước của Hến đấy. Nước của Hến thì cụ uống luôn. Ôi dồi, ai đây? Ôi ông xã à? Ông xã làm cái gì thế? Làm cái gì? Người ta định đến người ta yêu một tí thôi. Mông dạo này mẩy thế. Nấm à? Này, hả? Làm cái gì thì phải để ý chứ. Giữa đường giữa chợ, ai ta để ý à? Thì chết. Giữa đường giữa chợ thì sao? Ở cái xã này, ông là to nhất. Làm gì có ai mà dám ý kiến với ông? Ông xã chỉ được cái nói mồm thôi. Mà bảo bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi ông xã, nghe nó xa lạ lắm. Thế gọi thế nào? Gọi anh xã đi, cho thơm miếng nào. Úi giời ơi, người ta dỗi đi nhá. Cái lúc cần thì chả đến, lúc không cần thì tự dưng lại bất thình lình có mặt. Dạo này tưởng quên nhau rồi cơ mà. Quên làm sao được Hến, con mẹ đĩ ở nhà nó không cho đi đấy chứ. Đây, thế thì... Nào, tôi không phải dỗi nữa, đây. Đấy. Sao nặng nhẹ chưa? Thế? Thế này mà còn nhẹ à? Thôi được rồi, Hến cứ cầm tạm đi. Rồi tối nay anh đưa thêm nhé. Tối nay người ta bận rồi. Cái gì? Bận với ai? Hến đi với thằng nào? Hả? Làm gì có ai? Người ta bận thế này này. Thế này này là thế nào? Là tối người ta còn bận đi đánh dậm. Thế hay là bây giờ luôn nhá. Đấy nhá, để cho mà biết. Đây chỉ có thủy chung son sắc với mình anh xã thôi đấy. Chả có ai đâu. Thôi được rồi, đi nhá. Đi húp Hến nhà. Thì đi. Đi thôi.
Ai đây? Hiến ơi. Ôi giời. Cụ đấy à? Cụ đây, nhanh lên. Sao cụ sang muộn thế? Mở cửa cho cụ. Để em có đóng cửa, giời ạ. Cụ hẹn em thế nào mà bây giờ mới sang? Ôi giời ơi, cái giờ này mới là giờ hoàn đạo. Ui, này gớm, cụ là cụ đợi hến, cụ nấp vào cái bụi ruối ở cuối làng ấy. Đợi đúng cái giờ này cụ mới vào cho nó an toàn. Gớm này, muỗi ở bên làng hến sao nó to thế, to như con ruồi ấy. Trời ơi, đợi sốt ruột á. Sốt ruột thì không thì chả biết. Nhưng mà nhớ đấy nhá. Lúc sáng là chỉ đưa có một xíu xíu thôi đấy. Tí nữa là phải bù cho người ta đấy. Thôi yên tâm đi. Tiền với cụ thiếu gì. Cụ chỉ sợ tình thôi. Nếu không được thì cụ chán thôi. Đúng mà. Thế vào được chưa? Đi vào đây. Úi giời ơi. Toàn mùi hương nhà gì thôi. Vào thôi. Mời cụ vào. Cụ. Này này này. Ở đâu ra thế? Sao xuất hiện cứ như ma chơi thế? Cụ ơi, đây là thằng em trai em. Nhưng mà nó hơi ngơ ngơ. Ngơ ngơ à? Ngơ ngơ. Úi dồi ôi, lành lặn. Con chả ăn thua gì. Ngơ ngơ thì có khi đang đi mây về gió. Nó cho hòn gạch vào thủ chết tươi. Vợ chồng nhà coi đâu rồi? Vợ chồng nhà còi đâu? Còi đâu? Đấy. À, cửa vẫn đóng im ỉm thế này. Thằng này. Úi dạ. Thế từ sáng em mày kiểm tra đến đâu rồi? Con khẳng định với ông là chắc chắn là vợ chồng nó đang ngủ ở trong nhà. Cái gì? Ngủ. Đang ngủ trong nhà? Bang. Giờ này vẫn còn ngủ à? Đấy. Ông thấy ông vợ chồng nó sướng không? Kể ra vợ chồng nó đói một tí nhưng mà sướng nhỉ. Nó ngủ đến giờ này thì làm sao mà nó chả còi. Dạ, con nói thật với ông nhé. Con đi theo hầu ông bao nhiêu năm nay rồi. Nhưng mà con thấy ông ấy, con cũng chẳng thấy ông sung sướng một tí gì cả. Đúng. Ôi trời. Ông ấy cứ đi lấy ở chỗ nọ, ông đập chỗ kia, ông cướp ở chỗ này, ông cho chỗ kia, ông lấy ông cái gì? Hả? Tôi vả vỡ mồm bây giờ. Mày định nói cho cả làng cả tổng nghe thấy đấy à? Vâng, cái này con mày bảo ai ăn cướp? Ý con là con đang khen ông đấy ạ. Khen cái kiểu gì mà mày bảo ông đây? Lấy ở chỗ nọ đập chỗ kia hả? Ông nuôi mày để mày nói xấu ông đấy à? Hả? Trời không nói nhiều nữa. Dạ. Phá cửa đi vào. Phá cửa? Ông để con phá thì đơn giản. Trời ơi, con lạy ông ạ, con cắn rơm cắn cỏ, con lạy ông. Ông đừng phá cửa nhà con ạ. Ông thấy chưa, bảo vợ chồng đang ngủ mà. Ôi thằng này điêu, từ nãy đến giờ trong nhà tao có ngủ đâu. Chồng tao đi vắng rồi. Chứ làm gì? Con lạy ông ạ. Chồng đi vắng mà đóng cửa trong nhà để làm cái gì? Dạ, con đứng để con nghe ông ạ. Nghe thấy gì rồi? Con nghe thấy ông bảo phá cửa nhà con sợ quá. Ông ơi, nhà con chỉ có như thế này thôi, ông đừng phá. Thế bây giờ tóm lại là hôm nay mày có trả nợ ông không? Trả không? Dạ, trả nợ cái gì ạ? Con hỏi cái gì? Hả? Dạ. Mày hứa lên hứa xuống rồi bây giờ mày hỏi cái gì? Dạ ông ơi, con cắn rơm cắn cỏ con lạy ông. Ông cho con khất ông 5 bữa nửa tháng thôi ạ. Cái gì? Lại khất? Dạ. 5 bữa nửa tháng? Dạ vâng. Thế bây giờ ông hỏi mày nhá. Thế mày khất mấy cái lần 5 bữa nửa tháng rồi? Dạ con khất có mỗi 2 lần ạ. Mấy? 3 lần ạ. Mấy? 4 lần. Bao nhiêu lần? 5. Chưa đúng. Tổng lại là mấy? Ôi trời ơi. Thế là bao nhiêu? 6 ạ. Trời ơi, 6 ạ. Này, mày nói đến từ 6 mà ông bắt đầu thấy máu như đấy. Ông đừng làm thế, thì làng trên xóm dưới người ta nhìn thấy thì nhục lắm mà. Mày cứ phây phây như thế này mà mày hành nó như thế nhá, bảo sao nó chả giạc dày ra, nó chả còi. Mày giỏi mày vầy ông đây này. Ôi, con xin ông, con lại ông đói cho sạch, rách cho thơm mà. Cái gì? Ông làm như thế này xung quanh người ta nhìn thấy thì người ta nhục lắm mà. Thế làm gì có ai đâu mà sợ người ta nhìn. Mày quay cái mặt đi. Ông là ông cũng chỉ muốn biết là mày nói là đói cho sạch, rách cho thơm. Thế ông xem cái chỗ sạch với chỗ thơm của mày nó ở chỗ. Ôi trời ơi.
Thằng kia, mày thấy ông ngã nhưng mày không ra đỡ mà. Ông bảo con là quay đi chỗ khác mà. Rồi quay đi là quay cái lúc tế nhị chứ. Tại ông cứ bảo con quay mặt đi. Cái con bảo con quay cái lúc tế nhị mày phải quay đi chứ. Thế cái con này, thế mày có định trả ông không? Trả không. Ông ơi, nhà con nếu mà có thì con cũng giả ông ngay rồi ông ơi. Thế mày nói là mày không có phải không? Không. Mày đâu? Dạ, lục lọi nhà này xem có cái gì. Để con về hết về cho. Trời ơi, nhà con không có gì à. Đấy ông nhìn xem nhà. Về hết đi. Mày có nghe thấy gì không? Con thấy tiếng gà gáy ở đâu á. Hả? Gà gáy ở đâu? Con gáy ạ. Mày làm mái này mày cũng gáy được à? Con học gáy ạ. Gáy lại. Gáy tiếp. Gáy. Bịt mồm lại. Gáy. 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 Ông ơi, con hết sức rồi, con không gáy nữa. Gáy đi. Tưởng mày giỏi gáy lắm. Bây giờ lòi cái mặt chuột chúng mày ra chưa? Thế vừa nãy trong hai đứa chúng mày thì đứa nào gáy? Dạ con ạ. Mày con, dạ, mày cũng con. Dạ, vâng, cả hai chúng con dạ, cùng gáy ạ. Con thế là cả hai cùng gáy à? Vâng ạ. Thế bây giờ cả hai đứa chúng mày gáy lại ông nghe. Gáy. Không giống. Gáy đi mày cho nó giống. Cái thằng kia sang bên này. Mày đứng đây mà cười à? Luôn ra đây. Bây giờ này. Ông nói luôn nhá, dạ. Mày là mái mà làm sao mày có thể gáy được cái tiếng trống? Thôi nhá, bây giờ ông dạy để cho mày hiểu nhá, từ nay đừng có gáy nữa. Tịch thu con gà, mang về. Ôi trời ơi, ông ơi. Xin ông ơi. Ôi trời ơi. Ông nói luôn nhá, 5 bữa nửa tháng nữa ông lại đến thu gà. Nếu không có gà nhá, ông dỡ nhà luôn. Ôi trời ơi. Ông ơi. Ôi, đây là bắt mất con gà rồi. Ôi trời ơi. Con cười cái gì? Làm sao mà phải khóc. Lão này hà tiện nhưng mà rất ngu. Ôi trời ơi, ngu cái gì? Đây này. Mà thấy tôi khôn chưa? Khôn cái gì? Nó lấy được mỗi con gà trống còn gà mái. Ôi trời ơi. Làm sao mà lại cứ vẫn phải khóc? Mất con gà trống rồi thì con mái nó đạp với ai? Dừng lại. Dạ. Đi đâu mà vội mà vàng, mà dẫm phải đất mà lại quẳng phải anh. Dạ. Bác có chuyện gì thế ạ? Chả có chuyện gì cả. Chỉ có mỗi một chuyện là được cái cuốc này. Bàn tay đẹp của em như thế này, chỉ nên cầm tiền cầm hoa thôi, ai lại cầm cuốc. Ấy chết, sao bác lại nói như thế ạ? Nhỡ ai nghe thấy người ta dị nghị đấy ạ. Ôi giời, lo cái gì? Em cứ toàn lo bỏ trắng răng này. Này, em xinh đẹp như thế này, em thấy không? Vất vả quá. Trời mưa trời gió mà vẫn phải cầm cuốc ra đồng để cuốc đất. Thế thì đáng lý em phải ở cái nhà cao cửa rộng. Với ai lại ở túp lều thế này? Bác nói thế là có ý gì ạ? Có ý là anh muốn xây lại nhà cho em. Xây lại nhà cho em ý ạ? Ừ. Dạ, em không dám ạ. Nhà em tuy là một túp lều tranh, nhưng có 2 trái tim vàng bác ạ. Cái gì? Không, trong túp lều lấy đâu ra vàng? Dạ, chị nhà đi chợ về đi ạ. Cái gì đấy? Giỏi. Nhưng mà này, không thể chạy thoát được cái bàn tay này đâu nhé. Cứ đợi đấy. Minh. Yeah.
Thế đã xơi cơm chưa mà ra đồng sớm thế? Quánh đôi bát rồi. Khiếp người gì đâu, quát ầm quát ý lên người ta giật mình đấy. Quen rồi. Vợ bảo này, cuốc ít thôi, giữ sức, đêm về cuốc tiếp. Mày này. Dạ. Giữ mình đi nhá. Biết rồi. Tôi mà thấy thằng nào lén phén vào đây là tôi cho cái cuốc vào mặt đấy. Biết rồi. Đi đây. Mình đi nhá. Người gì đâu, chỉ được cái ăn to cuốc khỏe thôi. Mình đi về sớm với em nhá. Úi dồi, úi dồi bác. Em xin lỗi bác. Bác bảo chả nói gì cả. Bác có làm sao không ạ? Tí gãy tay. Dạ. Bác sang nhà em có chuyện gì thế ạ? Nhiều chuyện lắm, đi đi vào. Úi dồi ôi, kìa. Úi dồi. Bác buồn cười thế nhở? Giữa thanh thiên bạch nhật, bác cứ làm thế. Hàng xóm láng giềng người ta nhìn người ta hiểu lầm chết. Lo cái gì mà nhà kín cổng cao tưởng thế này. Tóm lại là cái thằng chồng ấy, nó đi ra đồng có lâu không? Em chả biết có lâu không. Cuốc xong ba xào ruộng, xong còn đánh luống. Úi dồi, thế thì có màu đến mùa quýt mới về. Vui thoải mái cái gì nữa. Thoải mái cái gì ạ? Okay. Còn cái gì nữa, mình thao hồ một tâm sự cái đấy có gì. Ơ kìa, sao bác lại nói như thế? Thì chả nói thế thì nói thế nào nữa. Đây cầm lấy. Úi dồi ơi, bác đánh giá em là người như thế nào mà bác lại cho tiền em? Rồi hàng xóm láng giềng người ta nghe thấy hay là người ta nhìn thấy, người ta đánh giá em chết. Là làng như thế? Tiền mà con chê à? Bao nhiêu? 10 quan đấy. Ôi 10 quan á? Sao bác cho em nhiều thế? Cứ là làng lộ hết bây giờ đi, đưa tay đây. Em xin. Đấy, nhẹ nhàng như thế nó dễ chịu. Dạ. Xong rồi ta vào luôn cái này. Bác ơi. Em. Cái gì mà khỏe cái như vòi thế hả? Em xin lỗi. Không muốn thì giả tiền đấy. Bác vừa cho em rồi, bây giờ lại đòi tiền là sao? Ôi dồi. Ôi bác ơi, chồng em về bác ơi, bây giờ làm thế nào hả bác? Thế bảo cuốc cả một xào ruộng xong còn đánh luống cơ mà. Em cũng biết, nhà em ghen lắm. Hầm nước mắm lên á, cuốc cả mặt em, cả mặt bác đấy. Úi dồi, mà cuốc cái này cuốc đất, đi cuốc mặt gì ta. Ôi, bác, bác vào cuốc đất luôn đi, nhanh lên, không thì không kịp đâu. Mình ơi. Dạ, em đây. Ui, ui mình. Làm cái gì mà cửa giả mãi không mở đấy? Hôm nay mình về sớm thế à? Mày này. Dạ. Sao tôi nghe thì có tiếng đàn ông ở trong nhà nhỉ? À, mình ơi, hôm nay bác Tý sang nhà mình chơi ạ. À, thằng cha kia. Lão làm gì nhà ta đấy? Tưởng ra đồng cơ mà. Ê, này, mình cứ bình tĩnh mình ơi. Bỏ tay ra. Nào, lão đi ra đây. Đi ra đây. Ông vào nhà tôi làm gì đấy? Hả? Mà chú vô lý thật đấy. Vợ chú liệu yếu đảo tơ để cuốc đất một mình. Tôi nhìn tôi sốt ruột quá, tôi xem cuốc đỡ chứ có gì đâu. Ông sang cuốc đỡ á? Đây thì chú thấy nó còn gì? Cái ngữ ông như thế này thì cuốc cái gì hả? Quần áo là cuốc cái gì? Ông thì cứ phải cởi quần áo ra mới cuốc đất được à? Này, tôi không tin nhá. Hả? Ông mà vớ va vớ vẩn bây giờ tôi sang tôi mách vợ ông luôn đấy nhá. Khổ. Sao phải mách? Nói rất là thật. Đây tôi đang cuốc này còn gì nữa? Ông bảo ông cuốc cái thửa này hả? Ừ. Thế được rồi. Bây giờ như thế này nhá. Mình ơi, mình cứ bình tĩnh. Bỏ tay ra, im mồm. Một là ông cuốc hết cả cái thửa vườn này đây. Nhá. Hai là tôi cho ông cái cuốc vào mặt. Ông chọn đi. Làm sao mà phải cho cuốc vào mặt? Cuốc là để cuốc đất chứ. Để tôi cuốc hết đi nhá. Bỏ tay ra, đi vào nhà. Mình ơi. Đúng là cái kế của vợ ấy, quá hay đấy. Thế đã là gì? Đây nữa này.
đúng là hại não. Ôi giời. Ôi giời. Ông đi đường nào vào đây đấy ạ? Ông chui rào để vào cho nó nhanh. Nhà con có cổng chính kia sao không đi? Nó bảo nó đi tắt mà này. À, thôi ông ngồi đây uống nước nhá. Để con vào con gọi nhà con ra đây. Này, tại sao gặp lúc nào cũng bảo gặp nhà con, tao gặp mày không được à? Ngồi đi. Ông cứ khéo đùa chứ, ông gặp con có gì đâu. Thế là không có gì. Đầy thứ ấy. Mấy ông gặp con để ông hỏi. Ông hỏi gì ạ? Mày xoay gấu xem nào. Mấy đứa rồi. Chả giấu gì ông. Nhà con yếu, người nhỏ, được cái nhanh. Nên được có 5 đứa thôi ông ạ. À. Thế mà còn yếu. Rồi cái 5 cái thằng đấy là tiếp tục làm mõ. Để cái sòn như thế để nghèo vĩnh viễn nhá. Hết kiếp này đến kiếp khác. Ông nói cứ như là thầy phán ấy ông nhỉ? Ôi ơi, thầy phán ấy còn phải gọi ông bằng ông. Đưa tay ông xem nào. Ông sẽ bắt mạch cho con. Ông đập cho nó lên mạch. Nổi lên rồi đây này. Ôi ơi, buồn. Chịu khó đi xem chứ thì... Ông làm gì vậy? Ôi giời. Cái con này làm sao mà mày cứ phải dãy nảy ra thế hả? Ông làm gì thế ạ? Ông đang nghe mạch. Người ta xem mạch thì bắt mạch bằng tay, còn ông là phải nghe mạch bằng tai. Hiểu không? Cái số của mày ấy, lúc sớm thì rất là vất vả. Còn cái khi muộn ấy thì... Ông ơi, muộn thì sao hả ông? Mình... Thì còn khổ. À. Mày trèo ra từ bao giờ đấy? Con trèo lên đây từ sớm, nhưng mà con ngủ muộn. Nhưng mà con dậy từ lúc mà ông hỏi nhà con là đẻ được mấy đứa. Rồi sau đến cái đận là ông vỗ tay nghe mạch. Rồi đến cái đận sớm mới muộn đấy ông ạ. Cô hai, thế không nghe tiếng gì à? Dạ có, con khóc ạ. Ừ. Con khóc thì sao? Mẹ cho bú. Dạ vâng. Giỏi. Đi vào nhanh lên. Đây toàn người lớn không có nhu cầu nhá. Ôi, quát vợ thế. Thôi, vợ con nó vào cho con bú. Làm gì mà ông phải ngó sâu thế? Tao ngó vợ mày đâu. Tao ngó vợ tao ấy. Muốn ngó vợ ông thì phải ngó bên kia. Biết là nó trốn ở cái ngách nào. Tôi ngồi ra nói chuyện. Nói chuyện gì? Mà ông sang nhà con có việc gì đây? Đầy chuyện, đầy việc. Việc gì? Tóm lại, mày ra đóng trong cái cổng. Đóng cổng á? Ừ. Ôi giời ơi, nhà con làm gì có ai vào. Mở còn chả có ai vào nữa là đóng. Mà từ sáng đến giờ ông sang đây ông gẹo vợ con này, sao chả lo đóng cửa đi? Gẹo đâu mà gẹo. Được cái ăn thì không nói có đấy. Cả năm nhà mày không có ai vào, nhưng hôm nay khả năng là bà sẽ vào. Lộ rồi. Lộ à? Ừ. À, hiểu rồi. Chắc lại giống vụ con nở. Với cả con mụ mít cái gì? Giống thế nhưng mà nó lại khác. À? Ừ. Hôm qua có 1-2 đám, hôm nay 4-5 đám nó kéo đến nhà nó ăn vạ. Mà con nói thật với ông nhé, ông bỏ cái thói trăng hoa ấy đi. Lúc nào ông cũng nhìn vợ người như là vợ mình ấy. Bây giờ như là mới có 1-2 đám, sau này 4-5 đám, sau này còn nát nhà ra cơ. Nhá. Thế ông có phải có cái máu trăng hoa đâu. Các cụ nhà ta nói cấm có sai. Trai thì ham sắc, mà gái thì phải ham tài. Đấy, thế ông vừa có tiền nhá, vừa đào hoa nhá, lại vừa khéo mồm. Chả cần phải tán thì nói chuyện bình thường, gái nó cũng theo. Ông. À? Con thấy hình như cái đoạn vừa rồi nó có cái gì đó sai sai đấy.
Sai ở chỗ nào? Sai ở chỗ là con đồng ý là ông vừa có tiền, vừa có tài. Thế nhưng mà riêng ông bảo là ông khéo mồm ấy, thì con không đồng ý. Khéo mồm là phải có con đây này nhé. Con làm mõ của cái làng này nhé. Cái mồm mà con không khéo thì không thể nào mà giao cả cái làng này được nhé. Riêng khéo mồm ông phải hỏi con nhé. Mày thì có cái gì mà khéo mồm? Con mua cái bài thì cả đời nói đi nói lại như con vẹt, thì có gì mà phải khéo mồm? đấy là ông nghe đấy thôi. Chứ còn con chỉ cần mở mồm ra một cái nhé, là gái cũng không thiếu gì kém bông đâu nhé. Riêng thằng mõ này nhé. Ôi giời ơi. Mày khéo mồm đâu không phải đi làm mõ nhá. Khéo là phải là ông nhá. Ông chỉ cần nói câu trước câu sau là con gái đã muốn cuốn vào rồi. Thế nó mới hay. Con nói cho ông biết nhé. Các cụ nói đúng là không có sai. Con vua thì lại làm vua. Con sãi ở chùa thì lại quét lá đa. Thì đúng rồi. Nhà con ấy thì làm mõ. Nên con cháu sau này cũng làm mõ thôi. Với cả truyền thống nhà con ấy là một dùi, một mõ cùng nhau gõ. Đấy. Còn nhà ông ấy thì một dùi mà lại muốn gõ nhiều mõ. Ông không cẩn thận ấy, có ngày là ông mất cả dùi đấy nhá. Cái dùi bằng cái thế này mà làm gì chả gãy. Còn cái dùi của ông nhá, này có gõ tới 8 đời nhà mày. Bà con nói thật nhá, ông mà không có tiền ấy, chả đứa nào nó theo đâu nhá. Ông có thử mặc bộ mõ như con xem có đứa con gái nào nó theo ông không. Hay là ông mặc bộ mõ vào, rồi ông đứng ở đầu ngõ ấy, đến ruồi nó còn chả thèm bậu cơ nhá. Mày có dám cược với ông không? Cược cái gì? Ông mặc cái bộ này vào, ông vẫn tán được gái thì mày mất cái gì? Ông nói là ông mặc bộ này vào. Ông thích đứa nào ông tán được. Được rồi. Nếu như mà ông làm được như thế nhá. À, nếu như mà ông không làm được như thế thì ông làm sao? Thì mày thích cái gì? Nếu như ông không làm được nhá, thì từ giờ trở đi ông đừng có mang dùi đi, ông gõ lung tung nữa nhá. Có được không? Nó không làm được thì còn gõ cái gì nữa. Ông nhất trí. Rõ rồi. Thì ví dụ ông làm được. Nếu như ông làm được thì thằng mõ này sẽ làm thân trâu ngựa cho ông cả đời, được chưa? Rồi, nhớ nhá. Rồi, nhớ. Ê, nhưng mà từ từ đã ông ơi. Từ từ. Sao? Con nói thế này nhá. Ở cái làng này ấy, thì người ta nhẵn mặt ông rồi. Cho nên là ông có mặc hay không mặc ấy, thì người ta vẫn nhận ra cái mặt ông. Thế cho nên là bây giờ con với ông sang làng bên. Đấy. Ông mặc bộ mõ xem ông có thích con nào mà ông tán được không nhá. Hả? Ông có dám chơi không? Chơi. Cười của đáo ra. Được. Ông. Ô. Ông ơi. Thôi, này, mõ, mày mặc cái bộ này trông được đấy. Quách. Con nói không phải gì nhưng mà con nói thật với ông. Con mặc bộ này trông nó sáng sủa, đẹp hơn hẳn ông. Đấy. Chứ còn ông mặc cái bộ mõ của con này, trông nó chả ra cái thằng mõ, mà nó cũng chả ra cái thằng nào. Ông là ông đổi quần áo cho mày thôi, chứ không phải đổi thân phận cho mày đâu nhá. Vâng, thì con đâu có dám đổi thân phận với ông. Thế nhưng mà ông ơi. Ông nhớ là ông đã hứa cái gì nhá. Nhá. Hứa cái gì? Ô. Thì ông hứa với con là gì? Ông mặc bộ mõ này vào, đúng không? Nếu như ông không tán được gái thì ông từ ngày hôm nay trở đi ông sẽ không thêm thê thiếp nữa và ông mất cho con 5 con tiền, đúng không? Đúng chưa? Dạ. 5 con tiền ở đâu ra nhỉ? Thì vừa con vừa nói đấy. Vừa nãy nó có đâu. Lúc nãy không có nhưng bây giờ có. Con nghĩ kỹ rồi. Con nói cho ông biết là nếu như con thua, con phải làm thân trâu ngựa cho ông cả cuộc đời, đúng không? Thì 5 quan tiền đáng gì? Mất công ra đây rửa mặt đấy. Rửa đâu bây giờ? Thôi được rồi. Cứ xác định làm người ở cho ông suốt cả đời đi. Dạ vâng, được rồi. Thế ông nhất trí nhá. 5 quan tiền. Ra đây nó không nhất trí còn gì nữa. Vâng, được rồi. Thế đấy, này, của ông làm đi. Này này. Dạ. Đây thôi. Dạ thôi. Về. À, thế là ông thua nhá. Tôi nói thua thế nào? Sao bảo về? Bảo đi tán gái giữa trưa nắng chang chang cái này thì gái đâu mà tán. Thôi, theo ông ấy, về để
chờ buổi tối trăng nó lên thơ mộng. Ôi giời, ông nói với con là ông có tài, có số đào hoa, khéo mồm đúng không? Con nói cho ông biết, đã tài đã giỏi như thế thì bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, bất cứ giờ nào mình cũng làm được hết. Thế mới gọi là tài chứ. Chứ ông lại chờ lúc mà sáng răng nó lên, rồi lúc đấy là trời nhá nhem tối, người ta không nhận rõ cái bộ mặt thật của ông ấy đúng không? Mặt thật làm sao? Tức là ý con nói là bộ mặt thật, tức là ông nói là ông đẹp trai, ông có tài nói chuyện, có số đào hoa ấy. Chỉ vào mặt thì đúng rồi, mà chưa nắng lên lấy đâu ra gái mà tán. Ui, thiếu gì đây, từ ui trời ơi, ui. Ông nhìn thấy chưa? Đây, con bé kia kìa. Đây, ông tán nó đi. Cái con này à? Vâng. Vừa lùn. Vâng. Trông vừa bẩn đấy kia. Đen đen đấy kia mà bảo ông tán đấy. Chứ đâu không làm được cái gì. Con nói cho ông biết nhá, đã gọi là có tài, có số đào hoa, khéo mồm ấy, thì kể cả đen xấu bẩn hoặc là cái gì đi chăng nữa ấy, thì cũng phải tán được, thế mới gọi là tài là giỏi chứ. Ông có làm được không? Không làm thì thôi nhá. Cái gì mà không làm được? Cái gì nhận loại như cái con này thì ông chưa kịp bắt hơi nó đã sổ mũi rồi. À thôi được rồi, nó sổ mũi hay không ấy thì ông làm đi, làm đấy. Làm đấy. Trường hợp này. Ê, này. Chân. Chân. Cuốc. Cuốc làm sao? Ô hay, làm thân phận thằng mõ nhá. Chân đất mắt toét, lấy đâu ra cuốc mà đi. Đưa lên cho ông. Ông là ai đấy? Đưa đi, nhìn cái gì? Đưa cuốc đây. Nhìn mày giỏi đấy. Tán đấy nhá. Lùn này. Bé lùn đây. Này. Hả? Cái mồm ngang mũi dọc, mắt của ông để trang trí à? Mà bảo ai lùn? Ai lùn? Không, ý anh muốn nói là em là nấm. Nấm lùn, gọi là nấm quý của đồng xanh ấy mà. Cái gì cơ? Em là nấm quý. Đấy. Cười rồi nè. Thôi dẹp ra để người ta đi về. Ấy, đi đâu mà vội mà vàng, mà lao xuống ruộng mà lại quàng vào anh. Quàng vào đâu? Vào anh. Và anh vào bao giờ? Vớ vẩn, đi ra. Ê, cái mồm. Cái mồm làm sao? Cái mồm của em rất xinh. Cái gì cơ? Em bảo lại xem. Cái miệng của em rất xinh, răng trắng muốt. Thôi cho đi về nhé. Thế từ từ để anh nói chuyện đấy chứ này. Này, sáng nay em vừa đi săn đúng không? Sao anh biết? Chả biết. Này, em bắn ở hơi đầu đấy nhá. Em bắn vào đâu? Bắn vào tim anh ấy này. Em hiểu rồi. Nhưng mà sáng nay em bắn vào con chó mà. Trời ơi, này tôi nói cho ông biết nhá, đúng là mồm kẻ khó vừa nhọ vừa thâm. Loại vừa già vừa dê như ông ấy tôi gặp nhiều rồi, mà cái kiểu tán gái của ông ấy nó xưa lắm rồi. Dẹp. Đúng là chả giống ai. Con lùn này vừa đen vừa xấu vừa bẩn vừa ghê gớm nhỉ. Ông ơi, cái con vừa lùn vừa đen vừa xấu kia, thế nhưng mà lại không tán được, nó mới nhục chứ nhỉ. Mà con thấy là ông ho suốt đấy mà nó có sổ mũi đâu. Cái kiểu gì đêm này nó về nó chả sổ mũi. Thôi đêm thì tính sau, thế là ông thua rồi nhá. Nhá. Biết tôi còn hỏi cái gì nữa. Con hỏi cái gì, thua thì nhận là thua đi. Biết rồi còn hỏi, tức là 5 quan tiền nhá. Tiền nào? Tiền nào? Cái gì? Ông chỉ bỏ thê thiếp thôi. Cho được tiền rồi. Tiền là mày muốn cho thêm ấy. Thôi được rồi. Cầm lấy đi. Ông không nhận cái gì. Trường làng chiêng trà. Làm cái gì đấy? Thượng hạ tây đâu. Thôi. Mình đâu xấu ông trước cả cái làng này đấy à? Thế sao ông bảo là không có 5 quan tiền? Không có 5 quan tiền thì... Để đưa cuốc đây.
tối răng đấy. Về. Về. Ôi trời ơi. Cảm ơn cô nhé. Cái loại mặt dày này cứ phải bổ thẳng vào mặt như thế cho nó chừa cái thói là dê gái đi nhé. Lại còn sỉ nhục em nữa chứ. Thôi thôi, bớt giận. Này, tôi lấy được 5 quan tiền. Tôi lấy tiền thì tôi chia cho cô một nửa nhá. À, dạ, thêm cảm ơn. Em về nhé. Về đi. Chăng. Chiêng lang chiêng cha. Ai đây? Đây, đây, đằng này. Ô, cô chủ. Sao cô chủ lại ra đây? Thì mãi không thấy Tín về ăn cơm. Tôi ra tôi gọi chứ sao nữa. À, tôi đi làm đồng, xong việc thì tôi về. Mà không. À, sao thế? À, tôi ăn cơm lúc nào cũng được. Người ăn kẻ ở thì cứ xong việc mới được ăn cơm mà cô chủ. Anh Tín này, ở nhà tôi là không có phân biệt tôi tớ gì cả. Tôi là người ăn kẻ ở thì vẫn là người ăn kẻ ở chứ, làm sao mà khác được hả cô? Tôi bảo khác là khác. Mà bây giờ tôi nói gì anh phải nghe đúng không? Dạ đúng ạ. Từ giờ là không có cô chủ hay cậu chủ gì hết cả. Thế nếu không gọi là cô chủ thì gọi như thế nào ạ? Gọi bằng tên Tín với Theo. Xưng tên như vậy tôi thấy không được cô ạ. Không có như nhị gì hết. Cậu phải nghe lời tôi cơ mà. Dạ. Mà này, tí nữa về cởi. Sao lại cởi gì ạ? Cởi cái áo ra, xách hết rồi kìa. Tôi về tôi khâu cho. Cảm ơn cô chủ. Lại cô. Mà sao hôm nay anh phải muộn thế? À, tôi làm ruộng xong chợt nhớ ra là nhà mình hết củi. Tôi tranh thủ đi kiếm bó củi về để chiều dùng cô ạ. Người đâu mà. Mà sao ạ? Mà chịu khó chứ còn sao nữa. Cô chủ cứ nói thế, chứ người ăn kẻ ở, không làm thì ông lại trách cho. Tôi đã bảo là nhà tôi không phân biệt tôi tớ, người ăn kẻ ở rồi cơ mà. Người ăn kẻ ở thì vẫn là người ăn kẻ ở, cô chủ ạ. Mà tôi cũng phải cảm ơn ông với cô. Ở nhà ông với cô như thế này là sướng lắm. Chứ ngày xưa cuộc đời tôi khổ lắm. Khổ như nào? Anh kể tôi nghe đi. Chuyện dài lắm, không kể được đâu cô ạ. Dài mấy tôi cũng nghe được. Thôi cô ạ, lúc nào tôi kể được tôi sẽ kể. À, mình về cô chủ nhỉ? Thế đi về. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, đi nhanh cái chân lên nào. Con không lên nữa đâu. Giời, khổ thật cái cơ chứ mà. Ôi giời ơi, nào ra đây mẹ dắt nào. Mệt khổ lắm quá. Không đi đâu. Được rồi, đưa tay đây. Sao nũng nà nũng điệu thế này cơ. Mệt thật đi cơ. Ôi, không đang gì. Mày làm sao thế không biết. Đi nhanh lên. Nhanh cái chân lên không nhỡ giờ rồi. Này, mẹ bảo làm sao mà. Ôi giời. Mẹ nói đây, mình là đàn ông đàn an, phải nhanh nhẹn một tí, phải ăn to nói lớn lên chứ. Ôi. Con là cậu ấm mà, con phải khệnh khạng là đúng rồi. Khệnh khạng tùy từng lúc thôi nhá. Bây giờ đi hỏi vợ cho mày chứ, đi hỏi vợ cho mẹ à? Giời ạ. Lão vợ, con không lấy vợ đâu. Ôi giời ơi. Ở nhà thì đòi mẹ ơi lấy vợ cho con, mẹ ơi lấy vợ cho con ấy, bây giờ đưa đi xem mặt thì lại bảo con không lấy vợ đấy. Con thích, con đến nhà nó không thì bảo. Thế con hỏi mẹ nhá. À. Nhà mình là nhà có tiền. Ừ. Sao mẹ không đưa ít tiền thì cho bà mối, bà ấy bảo cô ấy sang con xem mắt thì có phải đỡ mất công không? Ôi giời ơi. Sao lại con nghĩ nó nông cạn thế thì đi lấy vợ chứ không phải đi mua một con lợn đâu mà xuất tiền ra để mang lợn về cho nhà mình. Con đi lấy vợ nhá, con phải sang đấy con xem mặt người ta. Xem cô bé đấy có đoan trang, có dịu dàng, có nết na không? Có ngoan ngoãn không? Có xinh đẹp không? Thế bây giờ mẹ quẳng tiền ra người ta đưa về một cô gái nó xấu như quỷ dạ xoa, con có lấy không? Hả? Ừ. Cũng đúng, mẹ nói cũng có lý. Ờ. Thế con hỏi mẹ nhá. Thế cái cô đấy có xinh không?
chắc chắn là phải sinh rồi. Mẹ mà không cần phải là chắc chắn hay không nữa, mà rõ ràng đây là cái chỗ tâm giao của nhà mình, hiểu chưa? Mẹ với lại ông bà bên đấy là đã chơi với nhau từ lâu rồi, cũng có tí quen biết, nên là con cứ yên tâm. Vì cái này là bà mối bà ấy đã là gia đình nhà mình lại có tiền cho bà ấy rồi, bà ấy phải có trách nhiệm, bà phải lo lắng. Yên tâm, sẽ xinh đẹp. Đấy. Mà con hỏi mẹ nhá, thế mẹ là gì của thầy? Tao là nhẽ. Gì đấy, đấy chưa? Mẹ cũng là nhẽ. Bây giờ con cũng phải hơn thầy. Con cũng sẽ phải là hai nhẽ, ba nhẽ. Tham lam nó vừa thôi. Mẹ dặn đi. Dạ. Sang bên đấy nhá, phải quân dung tươi tỉnh, hiểu chưa? Mà phải cười, nhớ chưa? Mà thôi, mày đừng cười nữa. Theo mẹ mày không cười. Mày cười mày có biết mày giống gì không? Giống cái gì? Mày rất giống khỉ nhở? Ừ. Đấy, rất giống khỉ nên thôi không cười, mà lúc nào mặt cũng bình thường, hiểu? Có một nét kiêu sa sang chảnh một tí nhá. Cười. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Bình thường. Cười thử xem là bình thường. Cười nước hai thôi. Đấy, úi dồi ôi. Đấy mày xem. Cười thế này mày rất giống khỉ luôn. Không được. Thấp xuống. Thấp xuống một nét. Đúng rồi, đúng rồi. Bình thường lại xem nào. Đây. Là anh chào em. Anh chào em. Đúng rồi. Con rể chào bố mẹ xem nào. Con rể chào bố mẹ. Con cứ bình thường thôi, con đừng có tạo ra. Dạ con rể chào bố mẹ. Dạ con rể chào bố mẹ. Thế thôi xong lại trở lại bình thường chứ không lại giống khỉ, hiểu chưa? Đấy. Vâng. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Rồi ạ. Rất bình thường. Điều thứ hai mẹ dặn. Dù như thế nào cũng không được nhăn. Hiểu chưa? Mày nhăn mày có biết không? Mày già dã man luôn. Mà đến lúc đến nơi thì mẹ không biết trả lời là mày với mẹ là quan hệ như thế nào, không biết là mẹ con hay là gì nữa. Nhờ? Thế con già lắm à? Rất già luôn. Đấy, trông này, trông này. Ôi giời ơi, nếp nhăn trên trán kinh khủng khiếp. Bình thường mặt lại. Bình thường. Mà thôi tốt nhất nhá, một lát nữa mày vào là không nói không cười. Ui thế thì tốt quá. Không nói không cười thôi đi. Không thì khó với con lắm. Thôi, thôi đi. U dẫn con đi. Anh chứ u con hỏi. Hả? Ở đây có gì ăn không? Có cỗ không? Yên tâm đi, sẽ cỗ, sẽ mâm cao cỗ đầy. Ừ, nhớ nhá, từ sáng có chuyện là cái gì đâu. Mày lúc nào cũng đòi ăn, uống thôi đi nhanh đi. Khẩn trương. Theo. Dạ, con đây ạ. Thầy cho gọi con. Ngồi xuống đây thầy bảo. Dạ. Thế con đi đâu về thế? Con vừa ra đồng gọi anh Tín về ăn cơm thầy ạ. Con gọi thằng Tín à? Dạ vâng. Thế nó đã về chưa? Rồi ạ, à, anh ấy đang ăn cơm dưới bếp đấy thầy. Mà này, con thấy thằng Tín thế nào? Anh ấy vừa hiền lành, lại tốt bụng. Việc gì cũng sắn tay vào làm thầy ạ. Thầy cũng thấy thế đấy. À, mà thầy thấy hình như hai đứa có cảm tình với nhau hả? À. Dạ, con... Thôi được rồi, được rồi. Thầy sẽ để ý đến cái chuyện ấy. Nhưng có một chuyện thầy muốn nói với con. Dạ. Là hồi mẹ con còn sống ý, mẹ con có nói với thầy là bên nhà bà Chín có ý định thông gia với nhà ta, muốn hứa hôn con với cậu ấm bên nhà ấy. Nhưng thầy nghĩ là cái chuyện tình duyên ý thì tùy con quyết định. Thôi thì nếu người ta sang thì con cứ lựa lời nói với ta nhé. Dạ, con biết rồi ạ. Thôi được rồi. Con xuống xem thằng Tín ăn cơm xong chưa, bảo lên đây gặp thầy. Dạ vâng ạ. Con xin phép thầy, con xuống gọi anh Tín lên ạ. Dạ. Ông cho gọi con ạ. Tín này. Dạ. Ông bảo là chiều nay nhà có khách. Dạ. Con chuẩn bị cho ông mâm cỗ nhé. Dạ. Dạ bẩm ông, ông cho con hỏi là ông tiếp khách thì ông định tiếp khách món gì để con còn chuẩn bị. Hôm trước thì ông tiếp khách huyện thì ông ăn thịt vịt. Đúng rồi. Dạ thịt lợn nướng. Đúng rồi. Còn hôm rồi ông tiếp khách quê thì ông ăn thịt gà luộc. Cá chép, rồi là canh cua. Dạ, thế hôm nay ông định tiếp khách món gì để con chuẩn bị ạ? Thôi thôi thôi, theo ông thế này, cứ làm theo cái món truyền thống đi. Dạ. Gà này, cá này, và cái gì nhỉ? Dạ, ông có dùng giò tai không ạ? À, có đi, giò dạ. Tai và xôi nữa. Dạ, 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 vâng ạ. Ông ơi, gà thì trong vườn có rồi, giò tai thì cũng mới gói hôm qua.
Còn ông muốn ăn cá thì ông phải đưa tiền con để con đi chợ ạ. Tiền hả? Dạ. Mày nói đến tiền ông mới nhớ. Hôm qua ông gia đình, ông Lý ông có hỏi nhà mình là tại sao chưa nộp tiền thuế điền thổ. Dạ, dạ bẩm ông có đưa cho con tiền để đóng điền thổ. Thế nhưng khi con sang nhà ông Lý thì đúng lúc đó thì... Đi vào đây, vào đây. Dạ, dạ chào bác ạ. Dạ. Mời vào ngồi ạ. Dạ, vâng ạ. Dạ, chào bác. Thế hai chị em hôm nay... Dạ, dạ thưa bác, dạ, chả nói dấu gì bác là đây là dạ con trai của em đi ạ. Dạ. Nước hai. Yeah. Tôi sợi đi quá. Dạ không sao ạ, khổ, có mỗi mình cháu thôi ạ. Thế này thành ra là nhà em là chăm sóc chu đáo lắm. Nên của đáng tội rồi, bác có thông cảm là cháu nó nhấn chiếc tuổi đấy ạ. Hẳn nào, trông cậu nhà cứng cáp quá. Dạ. Gái đâu? Tu. Dạ, dạ thưa bác, chả nói dấu gì bác. Vâng. Dạ cũng phải nói thật với bác là đấy, bác cũng biết hoàn cảnh của mẹ con em. Vâng. Mẹ quá con côi ạ. Vâng. Ông nhà em từ trước đến giờ thì bác biết rồi, cũng qua lại thường xuyên bên này, coi như hai anh em coi như là một nhà. Thế nhưng mà chẳng may ông ấy thì phải cái tội là khuất núi sớm. Đấy bác xem đấy, 49 ấy vừa mới qua xong thì 53 đã gãy luôn cơ chứ. Thế. Vâng, đau xót quá. Đau xót lắm bác ạ. Thế bây giờ được cảnh mẹ quá con côi thì em mới nhớ lại cái nhời của ông nhà em trước kia dặn lại. Vâng. Là nhà em với bác bên này được có cái mối tâm giao cho hai đứa. Vâng. Nên thôi thì hôm nay chọn ngày lành tháng tốt. Vâng. Mẹ con em sang đừng nhăn. Dạ mẹ con nên mới sang đây ạ. Dạ trước hết là cháu ra mắt bác, thế sau đó thì cũng xin phép với bác là cho cháu dạ gặp cháu Thêu bên này ạ. Dạ vâng. Dạ. Trước hết thì cảm ơn nhà ý của bà dạ đã sang với gia đình nhà chúng tôi. Dạ thì tôi cũng nghe bà nói thì tôi nhớ đến bà nhà tôi. Dạ. Trước khi bà nhắm mắt, bà cũng có dặn lại tôi rằng gia đình bên bà có nhã ý thông gia với bên nhà tôi. Dạ. Nhưng tôi cũng xin nói thật với bà. Dạ. Cái chuyện tình cảm của con cái bây giờ ấy, thì tôi nói thật dạ là cũng không có quyền can thiệp vào công chuyện của chúng nó. Chỉ nghĩ rằng để cho chúng nó quyết định thì chúng ta sẽ tạo điều kiện để cho chúng nó gặp mặt, được không bà? Dạ vâng ạ, bác nói thế cũng chí phải ạ. Vâng. Thế nhưng mà theo em ấy thì em nghĩ là ngày xưa các cụ đã có câu là cha mẹ đặt đâu thì con phải ngồi đó đi ạ. Ừ, dạ mẹ, con không ngồi đâu. Ôi trời ơi, cái việc con ngồi hay đứng thì nó có khác gì đâu đâu cơ chứ. Ngồi xuống đây. Dạ, dạ thưa bác. Đấy, các cụ đã có câu là như thế. Vâng. Nhưng mà em cũng nghĩ rằng là bác nói cũng phải. Nhưng mà theo em thì thôi thì cha mẹ cứ hướng cho con đi nó đúng đường ạ. À. Dạ. Vâng. Vâng, tôi cũng nhất trí với bà, dạ, với cậu. Dạ. Thì lát nữa tôi sẽ gọi cháu lên ra mắt bà. Dạ, vâng ạ. Vâng. Dạ. Có gì ăn không? Từ từ nào con ơi, sẽ có. Dạ bác sẽ có lòng cỡ đấy. Bác sẽ có xôi. Bác sẽ có gà. Đấy bác ạ, đấy con nhớ mà không có khôn bác ạ. Ăn này tuổi đầu rồi mà suốt ngày ăn uống cơ, khổ chăm quá cũng khổ đấy bác ạ. Dạ đấy bác nhìn thấy nó non nớt lắm cơ bác ạ. Phải cái tội nó hơi già trước tuổi một tí thôi nhưng mà không sao ạ. Vâng, vâng, không sao. Nước hai. Theo ơi. Dạ. Ra thầy bảo. Thầy cho gọi con ạ. Đây là mẹ con bác Chín, mà mẹ con hồi còn sống nói với thầy đấy. Dạ vâng ạ. Ôi. Theo cao thế. Bác.
Nước hai, nước hai, nước hai. Ôi ôi, bác thấy không? Con đứng sát vào, đứng sát một tí. Ôi đùi, đẹp quá cơ, đẹp đôi quá cơ bác ạ. Đúng là gia đình nhà em thật là có phước ạ. À, nước hai. Dạ. Con xuống xem anh Tín làm cỗ xong chưa để thầy mời mẹ con bác ấy. Vâng ạ. Vậy con xin phép thầy, con xin phép bác ạ. Cháu đi nhá. Được ăn rồi, được ăn rồi. Dạ vâng ạ. Dạ cảm ơn bác ạ. Dạ. Dạ bẩm ông ạ. Con chào bà, chào cậu ạ. Dạ bẩm ông, cỗ con đã làm xong rồi ạ. Lúc nào ông ăn thì ông cho gọi để con bê lên cho nóng ạ. Con cứ vào chuẩn bị đi, để lát nữa ông mời bà với cậu. Dạ con xin phép. Này, thằng này nhìn quen quen. Này, em hỏi bác đi, có phải thằng đấy nó tên là Tín đúng không? Không, cậu ấy tên là Tín. Tên là Tín? Sao ạ? Có phải là cậu này ở làng bên đúng không? Vâng. Đúng rồi, thế là nó đổi tên rồi. Cậu này ấy là cậu Tín ở làng bên. Ôi dồi ôi, tưởng thế nào chứ cái loại này nhá, chuyên đi ăn cắp vặt, hiểu chưa? Mà thậm chí không phải ăn cắp vặt nữa mà trộm chó, trộm gà, trộm đủ các loại. Vừa mới đi tù về xong đấy. Và bà nói thế là thế nào? Ôi dồi, bác có biết cái thằng này nó vừa mới đi tù về, thế là mọi người tự nhiên là thấy nó mất tích. Mọi người không hiểu nó đi đâu thì hóa ra nó lại giạt sang nhà bác thế này. Chết không cơ chứ? Không, tôi không tin. Trước đây như thế nào chứ? Cậu ở nhà tôi, cậu ngoan và lành lắm. Bác không tin á? Vâng. Bác không tin à? Được rồi, em sẽ có cách. Tin em chưa? Lòi đuôi rồi đấy, tiền nó đút túi rồi đấy, bác có thấy không? Thôi, dồi ôi, thấy chưa, đi xa đây. Bác có thấy không? Em chỉ thử nó một tí thôi là nó lòi ngay cái đuôi cáo nó ra rồi. Bác không nghe em, mà em nói cho bác, nếu như bác không tống cổ cái thằng này ra khỏi nhà bác sớm nhá, có ngày nhá, nó kéo bè kéo đảng về đây nhá, nó rước họa cho gia đình nhà bác luôn đi. Đơn giản đâu. Tín. Dạ. Dạ bẩm ông, quà con đã chuẩn bị xong rồi ạ. Bây giờ con dọn cơm lên mời ông xuống ăn ạ. Không bữa, không quà gì nữa. Dạ, ông nói thế là sao, con chưa hiểu ạ? Chưa hiểu? Đây thấy rồi, rõ rồi nhé. Dạ, thưa ông, ông có thể vào nhà để con thưa chuyện với ông không ạ? Làm sao phải vào trong nhà? Đây toàn người nhà cả, làm sao phải giấu riêng? Nói đi. Nói đi. Dạ thưa ông, lúc nãy ông bảo con chuẩn bị quà. Trong lúc gói quà cho ông thì con thấy ở trong gói quà có tiền ạ. Tiền á? Dạ. Con gửi ông ạ. Bác đếm xem có thiếu đồng nào không? Đủ, đủ, đủ bà. Đủ à? Dạ bẩm ông, có phải tiền của ông không ạ? Ừ, tiền của ông, tiền của ông. Dạ, ông ơi. Hả? Mâm cơm con đã chuẩn bị xong rồi. Bây giờ con xin phép ông, con sang nhà ông Lý để đóng tiền thuế đất ạ. À, thì sao hôm trước không đóng? Dạ, hôm trước ông đưa tiền cho con đi đóng. Khi con sang nhà ông Lý thì ông Lý không có nhà. Nhưng lúc đó lại thấy bà Lý đang tiếp khách. Con thấy không tiện cho nên con chưa đóng ạ. Dạ. Ông hiểu rồi, ông hiểu dạ. rồi. Con xin phép ông ạ. Con xin phép bà, xin phép cậu ạ. Đấy. Bà đã thấy chưa?
con người ta trước đây có thể là thế này thế khác, nhưng cũng có lúc tốt, cũng có lúc xấu. Nhưng cơ bản nhất là người ta biết nhận ra và sửa chữa bà. Dạ, em là lo cho bác thế thôi. Chứ nếu cậu biết cải tà quy chính, cậu biết sửa sai thì tốt quá rồi bác ạ. Vâng, vâng. Cảm ơn bà. Có lẽ chắc tôi cũng đã chọn được rẻ rồi bà. Ôi dồi ôi, sao mà nóng nực oi bức thế cơ trời này. Quái lạ, cái thằng Nô nó đi đâu ấy nhở? Nô ơi, Nô. Dạ. Ôi dồi ôi, mày mang cái dạng về đây. Để cho bà gọi khả cả cổ từ nãy đến giờ mới thành dạ thế hả? Dạ, bà gọi con ạ. Mày đi đâu đấy? Thì con đi ra cho Châu ăn ạ. Thế mày pha nước cho bà chưa? Dạ, con pha rồi ạ. Này, dạ. Mày có biết bây giờ mấy giờ rồi không? Bây giờ là gần giờ ngọ trưa rồi ạ. Thế các cô đâu? Bản, bà có cái câu hỏi nào mới hơn không? Hay nào bà cũng hỏi con cái câu đấy. Mà giờ này thì các cô chỉ có ngủ đi chứ còn đi đâu ạ? Mày, tao có thích hỏi câu đấy đây có được không? À, bởi vì tao hỏi mày bao nhiêu ngày rồi mà mày chưa trả lời được tao. Thế bây giờ tao hỏi mày tại sao mày không gọi các cô dậy hả? Ừ, bà ơi, con mà vào gọi các cô dậy là các cô đánh con luôn. Thế mày cũng phải gọi chứ, thế bây giờ đánh thì các cô đánh thì mày không gọi à? Thì gọi nhưng mà bây giờ khó ở chỗ là con mà gọi các cô đánh con. Mà không gọi thì bà lại đánh con, nhưng bây giờ bà muốn con phải làm như thế nào ạ? Làm thế nào đấy là tùy mày nhá. Tùy tâm, muốn làm nào làm. Đi bà gọi các cô dậy đi lên. Rồi gọi các cô dậy ạ. Chứ còn gì nữa. Đi nhanh cái chân, rảo cái chân lên. Quá cơ chứ lệ. Nhà quá cái con. Công ai ơi, ai ơi. Ôi ôi. Ôi trời ơi. Bà ơi. Đây. Rồi mày làm sao đấy? Con đã bảo bà rồi. Trời ơi, gấp mày đúng là dẫm phải gai mồng tơi. Có thế mà kêu ầm kêu ĩ lên. Thôi mày im mồm đi. Cục vàng cục bạc của mẹ ơi. Yeah. Ôi ôi, nghe đi xa rồi là thấy yêu rồi. Ra đây mẹ xem nào. Ôi trời ơi, nhìn cái mặt ghét thì gác ngáp phải yêu thế cơ chứ lệ. Ôi trời ơi, mẹ gọi con dậy sớm đi. Sớm mà, các con có biết bây giờ mấy giờ rồi không? Bây giờ giờ ngọ à? Dạ, bình minh vào giờ ngọ thì hơi sớm thật nhỉ? Kể ra ngủ thêm giấc nữa đến chiều dậy thì mình ăn chiều cả thể nhỉ? Này! Dạ? Đi đâu đấy? Đi ngủ á? Trời ơi thôi, gom dậy rồi thì thôi vào ngủ nữa cho dở mắt à con. Ngồi xuống mẹ bảo đây. Bây giờ này nhá, cục vàng cục bạc của mẹ nhá. À, đi vào rửa mặt đi. Xong rồi là cục vàng. Dạ. Đi quét cho mẹ cái nhà. Nhà? Con có biết quét nhà đâu. Mẹ nhìn tay con này bảo con quét nhà. Mà mẹ ơi. Hả? Quét nhà là lấy chổi quét nhà hay là lấy nhà quét chổi à mẹ? Lấy lưỡi quét nhà con. Ơ thế à? Lại còn không biết mặt cái chổi ra làm sao, lại còn không biết cả quét nhà nữa. Cục vàng của mẹ ngoan quá. Mẹ đang chê em đây. Thôi, bây giờ này, chị con ấy là hơn con mấy tuổi. Thế cho nên là chị con là cái gì cũng biết. Đấy. Cho nên là con phải học theo gương của chị con. Cục bạc này. Yêu cục bạc của mẹ xinh quá. Con gái của mẹ mà. Đấy, mẹ yêu nhất là cái kiểu ngáp dài mồm. Ôi, lại ngáp. Duyên lắm thôi nè. Bây giờ này nhá. Mẹ đói quá. Thế bây giờ cục bạc Nô, bảo nấu cơm cho mẹ tao ăn, nhanh lên. Cái gì mẹ đã nói xong hết đâu hả con?
Thì mẹ bảo mẹ đói. Nhưng mà mẹ muốn cục bạc thổi cơm cho mẹ ăn cơ. Kìa, bà thổi cơm cho mẹ ăn. Bà ơi, bà, hả? Kìa. Là hôm nay con không phải quét nhà với không phải nấu cơm nữa. Im mồm. Dạ. Mày đi vào trong kia. Vào chuẩn bị tay nải đi, chiều đi có việc với bà. Nhá. Thế là bà chuẩn bị tay nải. Đi vào. Dạ, vâng ạ. Thế thì con chào bà với con chào hai cô ạ. Mẹ ơi. Hả? Từ bé đến giờ cũng không biết nấu gì đâu. Thế từ bé chưa nấu thì bây giờ mình nấu. Thôi con không nấu đâu. Làm sao mà phải nấu? Có thằng nô rồi tự nhiên mẹ lại bắt con nấu cơm. Ồ hay nhỉ. Cục vàng của mẹ đáng yêu quá. Mẹ nói thật là mẹ có cục vàng là mẹ cũng nở mày nở mặt đấy nhỉ. Thôi bây giờ thế này. Nghe mẹ nói đây. Dạ. Các con có biết năm nay các con bao nhiêu tuổi rồi không? Thì em 18. Còn con đôi mươi. 18 đôi mươi là đến cái tuổi cập kê rồi đấy nhá. Chả mấy chốc ngoảnh đi ngoảnh lại rồi các con lại đi lấy chồng. Mà các con thử nghĩ xem, cục vàng ấy thì không biết quét nhà, cục bạc ấy thì không biết nấu cơm, mà ngủ thì chưa chầy, chưa chật ra mới dậy. Ôi dồi ôi, mẹ nói thật nhá, các con cứ như thế này ấy mà không ai dám rước các con về đâu nhá. Chúng con không lấy chồng đâu, chúng con ở nhà với mẹ thôi. Ôi dồi ôi. Chúng con không lấy chồng nha, chúng con ở nhà với mẹ thôi. Ôi ôi, này tôi nói cho các cô biết nhá, đây là cái nhà của tôi nhá, chứ không phải cái miếu để các cô ở đấy mà canh, nghe chưa? Không lấy chồng là không lấy chồng thế nào. Bây giờ này, cục vàng vào quét nhà, còn cục bạc đi nấu cơm cho mẹ, nghe chưa? Không không cái gì, mẹ nói cho mà biết nhá. Chiều nay mẹ sẽ đi lên huyện vài ngày có việc, các con ở nhà nhé, cơm nước nhà cửa độc đáng, trông nhà trông cửa cho mẹ nhá. Nhưng mà có thằng nô rồi mà. Thằng nô đi với mẹ. Thôi, không nói nhiều nữa, đi làm việc đi. Không, mẹ ơi, chúng con không làm đâu. Mẹ ơi, chị đi nấu cơm đấy. Em đi quét nhà đi. Không, chị lớn hơn chị đi mà làm. Đi quét nhà đi. Không, mày nói cái gì đấy? Hả? Tại sao không có cái chổi của mày còn không biết? Mày hù lắm, mày nấu cơm chị không có biết đâu. Hay thôi, đi ngủ đi. Ừ nhỉ. Mày nói hay đấy. Đi. Ôi trời ơi. Đúng là ôi. Trời tối rồi này. Chị ơi, em đói. Chị cũng đói. Thế chị đi nấu cơm đi. Cái gì? Em đi nấu cơm đi. Này nhá, trước khi đi mẹ đã dặn là chị phải đi nấu cơm cơ mà. Nhưng mà chị sinh ra không phải để nấu cơm. Em đi nấu đi. Nhưng mà em không biết nấu. Mày ngu thế. Mỗi cái việc nấu cơm thì mày không biết nấu thì mày làm được cái việc gì? Thế chị biết nấu không? Tất nhiên là có rồi. Này nhá, người ta bảo biết mà không làm, gọi là lười đấy. Mày bảo ai lười đấy? Chị chứ còn ai. Còn mày ấy. Còn mày là cái đồ ngu ấy. Này, chị đừng có mà chó chơi mèo lắm lông. Con này láo nhở, mày ai bảo mày bảo ai là chó hả? Mày đừng có mà cứ tôm lượn hết lên đầu nhá. Tao không thích làm chó, tao thích làm mèo cơ. Thì mèo chứ chó lắm lông. Mà chị mà không đi nấu nhá, là em về em phô mẹ hôm trước cái chum là không phải do con chó đâu, mà là do chị làm vỡ đấy. Mày thích mách mẹ á? Thế á? Thế thì tao về tao mách mẹ là cái váy của mẹ bị rách, là không phải là do con mèo, mà là do mày. Này, chị đừng có mà quá đáng. Tao chả quá đáng gì cả. Nhổ nhằng. Được, đã thế em đi ngủ. Nhưng mà đói. Giá mà bây giờ có ai nấu cái gì cho mình ăn thì tốt nhở. Để tao nấu cho. Tao nấu cho. Kim một gần vào đây tao với nhanh lên. Gần nhanh. Kim một. Hai đứa mày nói cho tao biết, nhà chúng mày qua nhà không? Im mồm. Tao giết sống thành trăm giờ. Im chưa?
Trả lời bằng tiếng là im chưa? Im chưa? Trả lời. Bỏ cái tay nó ra thì nó mới nói được. Con kia im mồm chưa? Này ông ơi, ông đến đây cướp cái gì hả ông? Mày nhìn tao như thế này mà mày gọi tao bằng ông à? Thế không phải ông thì là chú. Ôi chú. Mày nhìn tao thế này mày gọi tao bằng chú à? Dạ. Rồi. Ông không chú. Con cưới. Con. Con này là ông. Rồi, con này là ông quá. Con này là ông quá. Để em xử lý con này thôi. Xử lý. Rồi. Cái thằng canh con này mà là đại ca của cái thằng này á. À, con này mày lão à, mày lão. Nhầm. Tao hỏi chúng mày, à, chúng mày còn ai, đạt không? Con. Ai? Không phải tao hỏi chúng mày, mà tao hỏi còn ai nữa ở trong nhà, đạt không? Ờ, thế con. Ai? Không phải chúng mày. Tao bảo không phải là bên tao. Mà thôi, ông không hỏi chúng mày. Mẹ chúng mày. Tao bảo là mẹ của chúng mày không có ở nhà, có đúng không? Sao anh biết ạ? Biết thì bọn tao mới vào đây để cướp, hiểu chưa? Mà tao không nói nhiều với hai con danh con này nữa nhá. Bây giờ bọn ông nói rồi, con này đi xuống nấu cơm cho tao ăn, cho chúng tao ăn. Nhưng mà em không biết nấu. Ngu quá. Lớn thế này mà không biết nấu cơm à? Hả? Đúng rồi, con này nó ngu lắm. Lớn thế này không biết nấu cơm đâu. Nhưng mà anh ơi, anh. Chị em biết nấu. Dạ. Biết. Em biết, nhưng mà em sinh ra không phải là để nấu cơm. Lời này. Mà nhà cửa chúng mày để bẩn như cái chuồng trồ thế này à? Hả? Một rồi, con đi xuống nấu cơm, còn một con dọn nhà cho các ông. Con nào biết nấu cơm thì xuống bếp nấu cơm, còn con nào không biết nấu cầm chổi ra quét nhà. Khẩn trương. Mà tao nói cho chúng mày biết, đừng có nghĩ phương án bỏ trốn nhé. Đồng bọn của tao ở quanh nhà chúng mày rồi đấy. Đi ngay. Khẩn trương. Khẩn trương. Tiện mẹ nó không ở nhà. Anh em mình ở đây làm chủ mấy hôm. Này. 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 Con danh con này. Mày quét cho nó hẳn hoi chứ. Mày quét thế à? Hả? Quét thấp cái tay thôi. Ôi. Quét nhẹ thôi. Uống trà. Đại ca hả? Thịt gà hôm nay nó hơi dai, rát hết cả răng đại ca. Công nhận hơi rát răng. Mà này, dạ, ta bắt đầu cảm thấy quen cái cuộc sống ở đây rồi đấy. Thích gì cuộc sống này nhỉ? Đúng rồi, mà ta lại thích luôn. Này, có khi hai thằng mình ở đây luôn đi. Thế hai con kia đâu? Đâu rồi? Lên các ông bảo. Khẩn trương. Quát cái dạ ra đây nhanh. Thế ông hỏi ai đứa chúng mày? Ngày hôm nay là đã quét nhà dạ rồi ạ. À. Thế đã rửa bát chưa? Dạ rồi ạ. À. Mà cái con này là nó hay người tặng tặng ta. Và bây giờ như thế này, ông ấy là ông thế đó. Ôi trời. Bây giờ chúng mày sẽ sân giếng giặt đốt trong quần áo cho ông rồi đi ngủ. Mà giặt xong quần áo mới được ăn cơm rồi đi ngủ đấy nhá. Anh ơi, bọn em mệt lắm rồi. Bình thường bọn em cả ngày ngủ, bây giờ bọn em chẳng được ngủ thế nào. Bọn em mệt lắm rồi. Cả ngày hôm nay à, rửa bát, nấu cơm, quét nhà, ra ruộng cày đất, bể ngô, bao nhiêu là việc. Mệt lắm rồi. Này, kêu à? À, chúng mày thích kêu không? À? Mày thích kẻ công có phải không? Chúng mày có thích kẻ công không? Hả? À? Này, cái con kia nhá, mày là mày rất hay kêu ấy nhá. Vừa kêu là còn vừa lười, nhá. Ừ. Em có kêu đâu? Không nói nhiều. Hai cái con danh quan này rất hay kể công đại cả. Mấy cái việc của chúng mày là ông chỉ có mà phải tay một phát. Ôi dồi ôi,
em xin lỗi đại ca. Tao chỉ phải tay một phát thôi là xong hết. Còn gì đâu. Thế mà anh không vẩy một cái tội em nhà. Mày lười có bảo không? Mày có thích đi lười không? À. Thôi, tao không nói nhiều với hai con bé này nữa nhá. Bây giờ hai thằng tao vào ngủ. Nhớ làm xong việc ấy thì được đi ngủ nhá. Nghe chưa? Chà ăn cơm chà đi. Xê ra. Chà ăn cơm chà đi. Trời ơi, bao giờ mẹ mới về? Làm sao mà chị biết được? Bây giờ làm sao đây? Chị ơi, tự nhiên em thấy nhớ mẹ. Chị nhớ mẹ. Làm việc cái này mới biết là mẹ vất vả như thế nào. Vậy mới biết mẹ làm việc cực khổ như thế nào, kiếm từng đồng một để nuôi chị em mình. Vậy mà chị em mình chẳng biết phụ mẹ gì cả. Sau này mà bọn cướp bỏ đi á, mà mẹ về, em thề là em sẽ làm hết cho mẹ luôn. Chị cũng sẽ làm cùng mẹ. Bây giờ biết làm sao đây. Em để ý rồi, suốt từ hôm qua đến hôm nay bây giờ bọn nó mới ngủ. Hay là chị em mình trốn đi. Đúng rồi, mình trốn đi. Ngày hôm qua chị cũng định trốn rồi đấy, nhưng mà chị sợ chúng nó giữ lại em. Em cũng định trốn, nhưng mà cũng sợ nó giữ lại chị. Bây giờ hai chị em mình trốn đi. Cô ba của mẹ ơi. Mẹ ơi. Sao thế hả các con? Mẹ xem nào. Ôi mẹ ơi. Sao mặt mũi lên đây nhanh thế này hả? Mẹ ơi, nhà mình có cướp. Hả? Cướp à? Cướp đâu? Ngủ. Đang ngủ à? Trên đời này cái thằng nào là cái thằng mà không sợ quan. Tao nói là chỉ nói thế thôi. Mà này, cái mụ ý định thế nào đây mà sao bây giờ vẫn chưa thấy mùa mặt ra đây? Thì chắc là đợi mụ thêm một tí. Hôm trước nhờ trông mặt tí lắm. Mà còn là được cái mặt mẹ. Thì hôm trước thì không tiền nong luôn đi. Để lại còn đến tận ngày hôm nay. Ai mà biết được là bà ấy lâu như thế. Mà thôi, cơm không ăn thì gạo vẫn còn đấy, đợi một tí thì đã làm sao. Còn đấy đâu mà còn đấy, cơm không ăn thì gạo nó thiếu. Nhưng mà tao không đợi được. Anh cứ bình tĩnh thế nào. Ôi, không phải đợi. Ôi, anh xa xa đây rồi, mụ bà đây rồi. Chết, quên, là quý bà của bọn con đây rồi đó. Dạ. Trời ơi, gấm cái máy của bà hôm nay, trông xinh quá bà. Bà nhìn cái mắt của mày mà bà cũng đã thấy xinh rồi. Dạ. Mà ơi, chứ dạ không. Dạ, thưa bà, thế là các em nó đã ngoan chưa? Ngoan rồi. Đã chăm chưa ạ? Chăm rồi. Thế thì dạ. Thế thì bà biết rồi. Này. Này. Bọn con thế ạ? Giữ đâu mà giữ. Trời ơi. Ôi giời, làm sao đây con? Sao?
Hả? Ui nặng quá bà. Ôi, bà tưởng hai thằng này bị trúng gió. Bà ơi. Thế là hai cô nhà mình ấy là đã ngoan thật sự chưa ạ? Thì bây giờ là bà thấy các cô ấy là bắt đầu tập quét nhà này, rồi tập nấu cơm này, rồi tập giặt quần áo này. Đây. Ô thế thì mọi thứ vẫn là đang tập hả bà? Thì đang tập. Thế là chưa phải là ngoan hẳn. Chưa phải là ngoan hẳn à? Vâng, thế là phải rèn tiếp bà. Phải rèn tiếp thế nào? Là chúng mày đến rèn nữa ấy hả? Dạ vâng. Ôi trời ơi, tôi lạy các ông. Cứ mỗi một lần rèn mà một túi tiền thế kia thì tôi chết. Không, mẹ ơi. Hả? Lần đầu là mất tiền. Còn lần sau là bọn con sẽ rèn cả đời. Mẹ bỏ. Hả?